Và sau đây để tiếp tục chương trình của chúng ta thì dạ em mời chị Năm của Na thì sẽ lên trình bày một ca khúc. Đó sẽ là một hành trang để Na vững bước trên con đường của mình. Rồi nói chung là Năm chúc một anh đi học giỏi. Nói chung là làm cái gì cũng được nhưng mà chịu yêu là được. Và em tan đi cùng ánh sương. Biết đâu bóng em thấy đôi chân
mời chị Bác.